Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình review game của kênh YouTube Thế Giới Động. Và sản phẩm lần này chính là Samsung Galaxy S6S Plus. Hãy cùng mình trải nghiệm xem chơi game trên siêu phẩm này thì đỉnh đến mức nào nhé. Đầu tiên sẽ là game Teflon 2. Vâng, như vậy là game load vào rất nhanh. Chất lượng hiển thị của màn hình được đánh giá là xuất sắc, nên các bạn có thể thấy là mình vẫn có thể nhìn rõ dù đã nghiêng màn hình rất nhiều. Tốc độ phản hồi khi chạm của màn hình rất nhanh, nên vừa rồi mình đã nhảy và sang trái ngay lập tức mà không bị rơi. Dù có màn hình lớn nhưng máy nhẹ nên cầm bằng một tay và nghiêng sang bên rất thoải mái. Và tiếp theo sẽ là game đua xe Alpha 8, một tựa game đang rất hot hiện nay. Như các bạn thấy thì S6S Plus tải game cực kỳ nhanh. Và với cấu hình vượt trội thì rõ ràng S6S Plus được thiết lập ở chế độ cao nhất. Và dù mình có bàn tay khá to nhưng nhờ có màn hình lớn nên khi dùng hai phím ảo để điều khiển vẫn còn một khoảng rất rộng để quan sát và hoàn toàn không bị ngón tay bấm phím che mất. Khi chiếc xe bay lên cao, cảm giác tạo ra rất thật. Và tiếp theo sẽ là game Nova 3 thì sao nào? Chưa đọc xong đoạn dẫn thì máy đã load xong game rồi. Đến với những game đòi hỏi khả năng quan sát và kiểm soát tốt thì màn hình rộng và cạnh cong của S6S Plus cho trải nghiệm rất tốt. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể nhìn rõ mọi chi tiết trong trò chơi một cách rất mượt. Và các bạn có thể thấy là cách di chuyển và cách bắn súng của nhân vật này cũng rất là mượt mà và dường như là không có độ trễ hay lắc nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một game khác nặng không kém, đó là Modern Combat 5. Mình quên chưa dãy nén file trước khi test, nhưng các bạn có thể thấy là máy dãy nén file game vô cùng nhanh, không mất nhiều thời gian cho lắm. Giống như Nova 3, mình điều khiển nhân vật rất thoải mái và nhanh chóng nhờ độ nhạy cảm ứng cao và màn hình cực lớn. Lăng ngoài của máy cũng góp phần làm cho trải nghiệm âm thanh khi chơi game vô cùng tốt. Tiếng bắn súng, ném bom nghe rất thật. Và cuối cùng là một game rất nặng nhưng được rất nhiều bạn nam yêu thích, đó là FIFA. Cảm giác chơi game trên S6S Plus không khác gì chơi FIFA trên PC hay là các máy PlayStation. Rất mượt mà và nhanh chóng. Và cũng giống như cảm giác chúng ta đang quan sát trực tiếp trận đấu tại sân vậy. Video review đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.